sáng sớm lên đổi cá rồi đó, không biết cái tầng thứ ba là nợ chưa. Rồi đồ con lên đồ cá chào sửa lại tổ. Còn từng ấy hai đấy. Con muốn ra hả? Không, con muốn nhảy xuống nước. Con kia tại thiết kế măng đây. Con nhảy xuống rồi đó. Này xuống bơi chắc phải tập lần kiểu mắng thôi. Nó ra đấy. Lần nữa đó, này xuống ngay giờ chứ. Giờ trái này lên. Trái trở về lại tổ mà chưa được. Hôm nay trời sương mù, thôi chưa. Sau kia thấp còn chưa lên được lên chỗ bên này. Rồi đi tìm. Cái tay đó chắc mang lên lưng để lên này. Cục phải tự động lên thôi. Con kia vẫn đi kiếm măng hả? Lên lên. Đi kiếm ăn được cả con về cho con ăn tiếp. Theo con là theo sau đuôi này, muốn lên lưng treo lên lưng này. Rồi vô được rồi đấy. Vốn lưng lành mái chứ gì nữa lành á, như rút vốn lưng á. Nằm trong giúp kết thôi.
nằm chiều nằm yên rồi đó, hất xuống để lần kiếm thức ăn. Con bơi mình về tổ. Thấy cá mẹ tôi chỉ bắt được cả bơi ta. Được cho ăn nó mà hai ba con rồi muộn lên mà lên không được ấy. Thôi thầy quấn muộn lên năm phơi nặng mà lên được, để con kia ăn về đổ cá hoặc là đưa lên lưng mày lên được ấy. À, hơi to nên đục hơi lâu rồi. Chưa đục sống. Mùa này bắt đầu người ta cắt cỏ, chuyện động cơ hơi ồn với mọi người. À, con đi theo mà không chắc. Ra ăn đây. Có quả không ăn được á. Hay là nó rồi cũng chịu ăn rồi. Chắc nó giờ từ quay trở về tổ lại lên lực nè. Leo lên lực nè. Ôi, lên đây này mà trục xuống rồi, rớt xuống rồi. Ra lại con kia, rớt xuống nè. Rồi chứ. Con kia lần xuống ăn đó đổi rồi mấy chứ ta ấp nhớ ngủ đời cha mà kiếm có cả với toán này. Một người đi ngang cầu pháo làm thức dậy xa tổ rồi, rồi con thôi về lại hơi đẹp.
học rồi. Rồi cho ăn ấy. Cái tổ này là có hai con dẫn ra tập một đời mà tập lặng tập đôi cho tôi này. Một ông bà này, hai đứa con này, rồi sống đây là cái tổ mà chưa thấy con thứ ba này, còn con thứ này, con đây thì cái tổ của thiên Nga, nó làm trong góc này này. Nga nó sống chung với tụi này, còn con mãi hay là con được kia đang học ở sau này đó, lâu lâu mình đi ra một lần nữa. Chưa thấy đang con đấy, đời đang con đấy, bay tím đi tới phá cái hai cái trứng con lại đây này. Vậy là mấy con nó lăn xuống, nó trộn mấy con tim nữa đấy, tôi động vật mà cũng chiến tranh nhau dữ. Cho nhanh tới con chơi đâu á, nó vô ăn kia. Biết lần rồi mà cũng chịu lần tập lần với trên cả ăn xuống. Ồ. Essentially, what we'll do that would be.